cùng chào đón mọi người đến với kênh YouTube của Gia Gia Trưng Nhi. Và ngày hôm nay Gia Gia sẽ giới thiệu cho các bạn phòng tập mà mỗi ngày Gia Gia tập nó sẽ như thế nào nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào trong thôi. Trước khi mình vô phòng tập thì Gia Gia có một cái thẻ, đây là một cái thẻ của Centurio và chúng ta phải check-in vào đây thì mới được đi vô trong nhé. Xong, cái việc check-in rất là nhanh và cái thẻ này rất là kỳ diệu, các bạn biết không? Trong cái thẻ này mình có thể sử dụng rất là nhiều thứ. Thẻ này mình có thể được free một cái drink, có nghĩa là free một nước uống bất kỳ nào đó mà mình thích. Đây, giới thiệu sơ nha, cái thẻ này nè là mình có thể uống được quá trời đồ uống ở đây, cái gì cũng được hết á. Mình thích uống gì mình order miễn phí. A few moments later, sau khi mà có lấy nước rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô với cái phòng tập của mình. Thì đây là cái nơi mình mỗi ngày Gia Gia tập ở đây, rất là gần nhà luôn, tiện và rất là hoành tráng. Nào, chúng ta cùng đi nha. Các bạn có thể thấy được là cái view ở đây cực kỳ là bự, rộng và rất là sang trọng. Hàng ngày thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều người tập ở đây. Đặc biệt là Gia Gia sẽ chọn cái khung giờ là buổi sáng và buổi chiều để tập. Thì cái khung giờ đó rất là đông người để tập. Mình tập sẽ có phấn khích hơn và cũng như là có động lực để tập hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng tiếp cái thẻ này để lấy những cái hành trang tiếp theo cho cái việc tập luyện nha. Đây là quầy reception. Chúng ta sẽ dùng cái thẻ Centurion này để lấy được cái combo. Combo nó bao gồm cái gì? Một cái locker nè, một cái khăn tắm, một cái khăn lau mặt và cũng như là một chai nước để chúng ta có thể enjoy được hết buổi tập của ngày hôm nay. Chưa hết đâu, bây giờ ở chỗ này rất là rộng cho nên là Gia Gia sẽ hướng dẫn cho các bạn biết những phòng tập tiếp theo nó sẽ như thế nào. Đi theo mình nhé. Wow, đây là khu vực. Đây là khu vực dành cho những hội viên thích về yoga rất là lộn. Mọi người yên tâm, ở đây là phòng tập yoga, mọi người yên tâm cho tất cả mọi người. Đây là khu vực chúng ta có thể ngủ được. Đây, đây là phòng tập VIP dành cho một kèm một. Gia Gia thường hay tập ở đây với lại thầy yoga của mình. Còn đây là phòng tập dành cho tất cả mọi người, rất là đông ở đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi ra qua phòng khác nha. Hi, bây giờ chúng ta sẽ đến một khu vực khác. Nhưng mà trước khi đến cái khu vực tập thì Gia Gia muốn khoe một tí chỗ cái phòng tập của Gia Gia rất là đẹp mọi người. Cùng có đi. Đây là một cái view rất là đẹp. Chúng ta có thể relax được nè. Có thể ngồi uống cà phê, nhìn thành phố. Đặc biệt là khu vực tập của Gia Gia rất là nhiều cây xanh. Chúng ta có thể đi ra ngoài và hóng mát cũng như là hít thở không khí trong lành. Đây, tiếp theo. Đây là khu vực dành riêng cho những hội viên. Chúng ta có thể mua cà phê và uống và hẹn hò ở đây cũng được nữa. Chúng ta có một cái thang bộ. Các bạn có thể thấy cái thang cuốn. Đây là thang máy chứ nhờ, lộ. Đây chúng ta có một cái thang cuốn, mà thang cuốn này chúng ta có thể thấy được cả thành phố luôn. Nhưng mà bây giờ bị chặn ở trên đây rồi, tại vì rất là nhiều hội viên đi qua đi lại rất là khó tập, cho nên là thang máy đã được lock. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Tiếp theo đây là khu vực dành cho những hội viên nữ, nhưng mà bạn cameraman không được vô, cho nên là dừng tại đây thôi. Chúng ta đi tiếp. Wow, như một thiên đường. Như một thiên đường, rất là đẹp. Các bạn có thấy không, đây là một cái khu vực chúng ta có thể selfie được, cũng như là chúng ta có thể ngắm dáng của mình mỗi ngày. Hoặc là chúng ta ăn mặc đẹp thì chúng ta cùng khoe những cái story trên Insta của chúng ta ở cái khu vực này. Đặc biệt cái khu vực này là cái khu vực mà mỗi ngày Gia Gia phải chạy bộ lên xuống 5 vòng để exercise mình trước khi mà mình vừa tập kickboxing. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên nhé. Tiếp theo, đây là khu vực mà chúng ta
sẽ được tập tất cả các dụng cụ và cũng như là những cái máy để tập. Thì đây là cái khu vực mà Gia Gia hay tập kickboxing cùng với thầy dạy kickboxing của Gia Gia. Thì đây là cái khu vực mà chúng ta không được mang giày. Đó. Đây là khu vực dành cho những hội viên muốn massage body này, cũng như là thư giãn những cái cơ mà mỗi ngày chúng ta tập nó bị mỏi mệt. Thì ở đây có những trainer, người ta có thể là làm cho những cái cơ của chúng ta nó sẽ được thoải mái hơn, và cũng như là massage cho những cái cơ đó nó bắt đầu được co giãn ra sau những buổi tập. Tiếp theo đi tiếp. Rất là rộng. Chưa hết đâu nha. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta cũng đã vô trung tâm của những cái máy tập rồi. Thì ở đây Gia Gia rất là thích, đặc biệt là có một điều bí mật là Gia Gia rất là thích tập ở đây, có nhiều, rất là nhiều trai đẹp và body đẹp tập ở đây, cũng như là gái xinh gái đẹp tập ở đây. Các bạn có thể thấy được là những cái chỗ tập của chúng ta đều có view rất là đẹp, nhìn ra được ở phía ban công, và cũng như là đặc biệt là chúng ta có thể thấy được là một cái nơi rất là hiện đại cũng như là hoành tráng lệ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên này. Chưa vô đến được cái chỗ phòng locker mà đã thấy mệt rồi đó. Các bạn không thấy mệt đâu, chứ giờ thấy mệt lắm. Bây giờ đi bộ cũng hơi cũng cảm thấy là mình đã exercise cơ thể của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu, đây là phòng tập X-Group. X-Group có nghĩa là phòng tập dành cho những hội viên thích nhảy nè, thích tập những body giống như body combat nè. Đó, các bạn thấy tiếng nhạc không? Rất là to. Thì mọi người đang tập những cái dụng cụ ở trong này, và mọi người đang rất là đông vui ở trong. Mình không tập nhưng mà mình nghe tiếng nhạc mình quẩy luôn. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi đến phòng tập của chúng ta ở phía trong. I'm fine. How are you? How are you? I'm shoot. Oh, it's my hair, right? You training today? Yeah, I'm training today for a workout. YouTube. Okay, good. Mới gặp một người bạn, đấy là người mà mang kickboxing về cho Việt Nam chúng ta. Anh ấy rất là giỏi, body rất là good luôn. Nhưng mà thôi, chúng ta cùng tập trung vô vấn đề đó là giới thiệu phòng tập tiếp theo. Đấy, bắt đầu thấy được là rất là nhiều trai đẹp ở đây đúng không? Không có thấy, chưa thấy gái đẹp, chỉ có thấy mỗi Gia Gia là đẹp nhất thôi. Ok, giờ chúng ta đi vô. Cuối cùng cũng đến được cái nơi mà trước tiên mình phải đến, đó là cái phòng rocker. Phòng này sẽ dành có cho nam. Và bên này là bên nam. Trợ lý mới kêu là chị chạy, cái này là nữ hả? Không không, này nữ, này là nam. Chết rồi, bị quá. Cái này là female, là nữ. Còn bên này là vô thăm cung một xíu. Vô thăm cung một xíu mà là male, thế là nam. Nam sẽ ở trong thăm cung một tí. Đây, và xác định thăm cung đó là một cái phòng gọi là phòng G-Group. Thì phòng này sẽ được tập những cái máy giống như là chạy bộ, thì sẽ chạy theo nhạc và cũng có huấn luyện viên tập với chúng ta ở trong này. Một cái phòng rất là riêng biệt, và cũng như là khi nào mà có lớp thì mới mở được, còn không có lớp thì không có mở được nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vô phòng vệ sinh để chúng ta có thể blocker, nhưng mà chắc là bạn camera của chúng ta không được vào. Vậy tại bản là bạn không phải là nữ giới cho nên là chúng ta tạm cắt ở đây một tí. A few moments later. Trước khi mà chúng ta vô toilet thì Gia Gia muốn giới thiệu sơ lại về cái vấn đề mà phòng toilet riêng đặc biệt dành cho Centurion và cũng như là hội viên bình thường sẽ như thế nào. Thì hồi nãy đi ngang qua các bạn cũng thấy được là toilet nữ ở bên dưới dành cho những hội viên bình thường, không phải là thẻ Centurion. Nhưng mà ở đây
lại là một toilet khác đặc biệt dành cho hội viên của Centurion, đó là hội viên kim cương. Thì ở đây thì chúng ta phải được đăng ký bằng dấu vân tay thì những hội viên Centurion mới được đi vào nha, còn những hội viên bình thường không đăng ký thì sẽ không được đi vào. Đây, bây giờ chúng ta sẽ show cho các bạn thấy. Đó, bây giờ Gia đi vô đây cất đồ và đi tập. Các bạn sau khi được thấy được phòng tập của Gia thì các bạn có phấn khích để đi tập hay không? Hy vọng là các bạn sẽ subscribe kênh YouTube của Gia Trương Nhi và cùng theo dõi mỗi ngày tập của Gia sẽ như thế nào nhé. Love you, bye bye.